kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, mẫu máy dịt mũi. Bộ sản phẩm gồm có hướng dẫn sử dụng, giá đỡ ống đệm chiết, que lấy mẫu dịt mũi, ống đệm chiết mẫu, khay thử, que chứng dương, que chứng âm. Bạn sẽ cần chuẩn bị các thiết bị bảo hộ cá nhân và đồng hồ hẹn giờ. Mở nắp ống đệm chiết mẫu và đặt ống đệm chiết vào giá đỡ. Đưa que lấy mẫu vào lỗ mũi thứ nhất, sâu từ 2 đến 2,5cm. Áp sát nhẹ nhàng đầu tăm bông vào thành trong lỗ mũi, xoay tăm bông khoảng 5 vòng. Lặp lại trình tự các bước với bên lỗ mũi còn lại, đảm bảo đầu bông sau khi ngoáy đủ ướt. Đưa que lấy mẫu vào trong ống đệm chiết và xoay khoảng 30 giây. Bóp thành ống đệm chiết cho chạm vào đầu que tăm bông ít nhất khoảng 5 lần. Bóp giữ thành ống chạm vào đầu tăm bông, sau đó rút nhẹ nhàng que ra, vặn chặt nắp ống đệm chiết. Hòa trộn kỹ dung dịch bằng cách xoay hoặc búng nhẹ ngón tay vào đáy ống đệm chiết mẫu. Lấy khay thử ra và đặt lên một mặt phẳng sạch sẽ. Để có kết quả tốt nhất, nên sử dụng ngay mẫu dịch vừa lấy hoặc tối đa là 1 giờ đồng hồ sau khi thu thập mẫu dịch. Nhỏ 4 giọt dịch mẫu vào giếng nhận mẫu. Bỏ ống đệm chiết mẫu vào thùng rác y tế. Lấy kết quả vào khoảng 15 đến 30 phút, không lấy kết quả sau 30 phút. Đây là các trường hợp âm tính, dương tính hoặc không giá trị. Nhận biết một số cấp cường độ màu của dòng test light T cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cường độ màu của dòng test light có thể thay đổi tùy theo nồng độ kháng nguyên SARS-CoV-2 tại thời điểm lấy mẫu. Bất kỳ các cấp độ màu của vạch test light T cũng được hiểu là dương tính.